Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ gỗ Hiền Lanh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 7 năm 2020. Cơ sở Đồ gỗ Hiền Lanh đang quay một video giới thiệu tới tất cả quý vị khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là chiếc kệ TV 7 buồng, cánh đục kênh bong, kệ TV lệch trái. Kệ TV này có chiều dài là 2m37, chiều sâu 50 và chiều cao là 2m31. Đây là đơn đặt hàng của một chị khách hàng ở Thái Bình. Chúng tôi đã lên màu, dáng hương và bàn giao cho quý khách. Hiện tại cơ sở thì đang rất nhiều sản phẩm muốn đưa lên nhưng mà chưa có thời gian. Thì hôm nay chúng tôi quay video clip này giới thiệu tới mọi người một chiếc kệ TV 7 buồng, lệch trái, cánh đục kênh bong. Toàn bộ cánh chúng tôi làm dày 4 phân. Kệ này chúng tôi làm kệ cột nho. Và chúng tôi hoàn thiện là màu dáng hương, y như màu gỗ hương. Còn chiếc kệ được làm 100% từ chất liệu gỗ gụ lào. Gỗ gụ lào thì dùng rất là bền. Toàn bộ phần mặt đình này quý vị có thể kê được tivi từ 65 tới 100 inch. Quý vị muốn xem phần video, phần mộc thì chúng tôi sẽ để ở cuối video. Khi quý vị xem hết video này thì chúng tôi sẽ chèn video mộc vào cho quý vị tiện theo dõi. Quý vị muốn theo dõi sản phẩm mới nhất của chúng tôi thì quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất, hoặc liên hệ theo hai số hotline trên màn hình. Chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Bên cạnh những mẫu kệ TV này thì chúng tôi đang sản xuất những mẫu kệ TV 2m37 gỗ hương đá, lệch trái lệch phải đều có. Tùy theo không gian phòng khách của từng nhà. Chiếc kệ TV này đang được đánh giá là một chiếc kệ TV hot nhất hiện nay. Có thể kê TV 100 inch. Trên màn hình quý vị đang xem đây là chiếc ngăn kéo chúng tôi cũng chạm hoa hồng. Và bên trên buồng rượu thì chúng tôi có làm tủ kính. Sau này khi quý khách bày đồ thì trông rất là đẹp và bắt mắt. Toàn bộ buồng kính này chúng tôi có làm những thanh truyện mạng rượu xung quanh. Và bên trong là hai buồng kính để rượu. Phần chương trên thì chúng tôi chạm hoa hồng. Và phần chương trên cùng chúng tôi chạm chương hoa hồng lá tây. Phần cổ chúng tôi cũng đục hoa hồng. Thì trong clip trước chúng tôi đã giới thiệu về phần mộc rồi, quý vị có thể theo dõi được. Quý vị ưng mẫu sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ cho chúng tôi theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý vị có thể gửi về Zalo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ tư vấn báo giá kích thước cụ thể. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cơ sở Đồ gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.